thưa với các vị có một điều hết sức là kinh khủng, đó là uống trà xong, ăn sáng xong thì có một cái cô đem cái hương linh bài vị của một đứa nhỏ mới có 4-5 tuổi đem vô chùa gửi. Cái khuôn mặt y chang như đứa nhỏ trong giấc mơ, thầy trụ trì cũng thấy xong giật mình, không nói được tiếng nào luôn. Mới hỏi, ủa thầy, có chuyện gì hả? Ông kêu, ông ơi, mơ nhưng mà thiệt. Hỏi thiệt sao? Trời ơi, cái bà giờ bà đem cái bài vị, đem cái hình của đứa nhỏ con bà vô bà gửi, cái đứa nhỏ y chang như trong giấc mơ tôi thấy luôn. Tôi ngồi tôi cũng xanh mặt luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trước hết xin được cảm ơn cái nhân duyên cũng như lời mời của thầy trụ trì Chùa Linh Quang để buổi chiều hôm nay Minh Thiền có cái cơ hội được trò chuyện cùng với quý Phật tử ở tại Chùa Linh Quang, quận Thủ Đức này. Thưa các vị, thấy đi tu có vui không? Vui. Thích không? Thích thì phải siêng năng lên nha. Đi tới chùa, được tụng kinh, rồi được ăn cơm ở chùa, được đi thiền hành, rồi được thầy trụ trì hướng dẫn cho niệm Phật. Bên cạnh những cái thời khóa, chúng ta còn gửi cái công đức, cái phước lành của mình để cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, những người đã mất được siêu thoát. Và chúng ta gửi cái phước lành của mình để hồi hướng cầu nguyện cho những người còn sống trong gia đình được bình yên, lợi lạc. Cái đó thì quá là phước lành rồi. Bên cạnh đó lại được ca sĩ về hát phục vụ nữa. Vậy thì đi tu thích quá, vui quá đúng không? Nên siêng năng chút nữa. Thưa với đại chúng, trong kinh Tăng Chi Bộ 1, ở chương 2 Đức Phật có nói một bài kinh. Ngài ví dụ tâm người như vết thương, tâm người như tia chớp, tâm người như kim can. Đức Phật dạy như thế này: Này các thầy tỳ kheo, có 3 hạng người mà Như Lai ví dụ: tâm như vết thương, tâm như tia chớp, tâm như kim can. Này các thầy tỳ kheo, thế nào là tâm như vết thương? Ở đây này các thầy tỳ kheo, nếu có một người hay sân giận hay bực tức, dù chỉ một việc nhỏ cũng khiến họ bực bội khó chịu, sanh phẫn nộ và phẫn nộ hiện hành. Như Lai ví người đó tâm như vết thương, bởi có một vết thương, trong vết thương ấy có máu và mủ, chỉ cần dùng vật nhọn hoặc là một chút mảnh sành đụng tới thì máu và mủ liền bung ra. Này các thầy tỳ kheo, thế nào là tâm như tia chớp? Có những hạng người bỗng nhiên tâm họ trong phút giây ấy bừng lên tệ giác, họ như thật quán chiếu đây là khổ và đây là con đường diệt khổ. Ví như có người trong đêm tối không thấy đường, bỗng nhiên trên trời có một tia chớp, trong phút giây ấy tâm họ thấy được mọi vật xung quanh. Thế nào là tâm như kim can? Này các thầy tỳ kheo, đây là hạng người Như Lai thấy họ chứng được thánh trí, đoạn tận tất cả lậu hoặc. Họ an trú trong thánh trí, an trú trong giác ngộ giải thoát và chứng đắc niết bàn trong hiện tại. Đây là bài kinh Đức Phật ví dụ tâm như vết thương, tâm như tia chớp và tâm như kim can. Tất nhiên tâm như kim can thì chúng ta ở đây chắc chưa được. Tâm như kim can là chỉ cho những bậc đã chứng được thánh quả, đoạn tận tất cả mọi khổ đau phiền não, không còn bị cột trói bởi tình tiền danh lợi. Các vị ở đây còn bị cột trói không? Có bị cột trói không? Chắc còn ha. Nó cột mình mấy chục năm rồi, tới giờ tóc bạc, tráng nhăn mà nó cũng chưa chịu buông tha. Hết tiền cột trói,
thì danh cột trói, hết danh cột trói thì tình cảm, gia đình cột trói, muôn thứ nó cột trói lấy đời của chúng ta. Và chính vì vậy mà chúng ta không chứng đắc được thánh trí, bởi vì chúng ta có quá nhiều phiền não, chúng ta có quá nhiều thứ để ôm ấp, và chúng ta không có dụng công tu tập được thì chúng ta không chứng được thánh trí. Mà không chứng được thánh trí thì lậu không tận, lậu không tận thì khổ đau không dứt và niết bàn không có. Cho nên cái ví dụ tâm người như kim cang là chỉ cho những bậc thầy, những bậc thánh dụng công tu hành, đoạn tận hết tất cả mọi phiền não ngay trong phút giây hiện tại, ngay trong đời sống hiện tại, quý ngài có được an lạc giải thoát. Nhưng trong đời sống của chúng ta có lúc tâm của chúng ta nó bừng sáng chứ, nó thấy cuộc đời là khổ và nó muốn thoát khỏi cái khổ đó. Nhưng khổ một nỗi là cái ý niệm tỉnh thức đó nó quá ít, nó quá ít. Trong một ngày chúng ta buồn phiền thì rất là nhiều, ta lo lắng rất là nhiều. Nhưng mà để một phút giây ta dừng lại, ta an định cái tâm của mình để dừng hết mọi lo lắng, mọi nghĩ tưởng, để chúng ta có thể có được niềm vui, có hạnh phúc, cái đó nó ít lắm. Chẳng hạn như mình nói cái nghiệp của chúng sinh mình đó, đi chơi, đi du lịch, đi nhậu, đi đánh bài thích lắm. Nó đi tu, nó đi chùa, thiên hạ lắc đầu, họ ngán. Trong hàng triệu người chứ rất ít người họ phát tâm lành. Đủ thấy cái nghiệp của chúng sinh nó nặng nề, và đủ thấy rằng cái tâm của chúng ta nó lao theo cái nghiệp bất thiện từ vô thủy kiếp rồi. Từ vô thủy kiếp chứ chẳng phải là kiếp này. Thế cho nên trong đời sống ngày hôm nay, từ sáng cho đến chiều, rồi từ chiều cho đến tối, tối cho đến khi mà chúng ta bước chân lên giường ngủ, thưa các vị, tâm mình lo lắng nhiều thứ, nhưng lo tu thì rất, rất là ít. Lo hơn thua, lo được mất, lo tranh giành, cái đó thì nhiều lắm. Chính vì vậy mà tâm của mình có phút giây nào đó tự nhiên nó lé sáng lên, mừng lắm. Tự nhiên hôm đó nó khởi lên ý niệm, mình phải đi chùa, mình phải đi tu, mình phải phóng sanh, mình phải bố thí, mình phải cúng dường. Phút giây nó lé lên cái ý niệm mình phải làm những việc tốt đó, thì Đức Phật ví như là tâm như tia chớp giữa trời. Ở trong bài kinh đưa cái hình ảnh là trong màn đêm, trong màn đêm tối tăm không thấy gì hết, nhưng chỉ cần có một tia chớp do sấm sét hay gì đó mà nó sáng lên, thì trong phút sáng lên mình thấy được mọi cảnh vật. Cũng vậy, tâm của mình nó bị vô minh, phiền não, khổ đau nhiều kiếp quá, cho nên mình cứ chạy vại theo của tiền vật chất mọi thứ, để rồi mình tranh hơn tranh thua, khổ đau nhiều lắm. Rồi có lúc nó chợt lên một cái ý nghĩ, tranh giành mấy rồi cũng trả lại cho đời, có tìm cầu mấy rồi cuối cùng xác thân này cũng hoàn về với cát bụi, tất cả mọi thứ không mang được. Chỉ cần một ý niệm nhỏ như vậy khởi lên thì tức là lúc đó tâm các vị sáng nhờ tia chớp. Và hàng Phật tử của chúng ta tu thì thưa, cố gắng làm sao để cho tâm được như tia chớp, nhưng mà nó chớp liên tục thì tốt biết mấy. Có khi một ngày nó không chớp được lần nào hết. Bây giờ mình phải làm sao một ngày mình chớp nhiều lần, chớp nhiều lần, chớp liên tục thì nó sáng. Dạ. À đúng rồi, mình siêng đi tu, siêng đi niệm Phật, siêng đi tụng kinh đó là chớp rồi. Cái ngày mà mình ăn chay, mình nhớ mình ăn chay rồi, tự nhiên có ngày mình phát nguyện ăn chay thêm nữa, đó là chớp. Chứ còn cái ngày ăn chay mà kêu hồi bữa nay đi đám cưới nghỉ ăn chay bữa đi thì nó không chớp. Thì nó không chớp nha. Ok, hôm nay là cái ngày mình đi chùa chứ, cái ngày mình đi chùa Linh Quang để tham dự khóa tu, có cái bà rủ mình đi ngồi để chơi tứ sắc chơi gì đó, cái mình bỏ đi chùa mình đi theo bả thì thưa là nó tối thui luôn chứ nó không có chớp. Bữa nay mình đi chùa mà mình bỏ mình đi ăn dỗ nó cũng không chớp. Cho nên nói như vậy để chúng ta khích lệ nhau thế này nè, mình cố gắng làm sao để cho những ý niệm thiện á, những ý niệm thiện nó phát sinh trong lòng mình nhiều, thì tự nhiên tâm mình từ từ theo ý niệm đó mà nó tốt và nó sáng dần lên.
Cuộc sống này mình chưa phải là những bậc thánh để không phải không lo, để không phải không buồn, để không phải không khổ đau. Chúng ta còn là phàm phu. Nhưng thưa với các vị, phải ráng phút giây nào tỉnh thức được thì trân trọng phút giây ấy, và cố gắng làm cho cái sự tỉnh thức nó cứ thường trực trong lòng của mình, thì chúng ta tu khéo, chúng ta tu giỏi. Nếu là Phật tử tu và làm sao thực hiện tâm mình như tia chớp thì còn khả dĩ, chấp nhận được. Chứ nếu là Phật tử mà tu để cho tâm của mình như vết thương thì thưa mình chưa tu được gì cả. Đức Phật ví dụ tâm như vết thương là tâm người đó có nhiều tham lam nè, có nhiều thù hận, dễ bực bội, ai đụng tới một chút thôi thì sanh bực tức, phẫn nộ, và phẫn nộ hiện hành. Đức Phật ví dụ cái phẫn nộ đó như là cái mục nhọt, cái mục ghẻ mà nó có đầy mũ máu. Chỉ cần dùng cái móng tay của mình hay cái vật gì nhọn á, mình khơi nó một cái là máu mũ nó bung ra, nó đau nhất cũng vậy. Nếu tâm nhiều tham lam, nhiều thù hận, tức là máu mủ nó đang ẩn tàng trong người của mình. Rồi gặp cái hoàn cảnh người đó họ nói một câu không vừa ý, họ đi ngang mình, họ không thèm chào mình. Đi ngang mình họ có một cái thái độ tỏ vẻ là xem thường mình, là bắt đầu mình bừng bừng lửa lên. Nói chuyện đơn giản thôi. Chẳng hạn như cái ngày mình vui á, thiên hạ có chọc mình mấy, họ có xem thường mình mấy, mình cũng vui, mình hoan hỷ được. Còn cái ngày mà mình buồn, mình đang khó chịu chuyện gì đó, mình bước chân ra đường, cái người đó đi ngang mình thôi, họ chưa nói gì xúc phạm mình, họ cũng chưa chọc ghẹo gì đến mình, nhưng mà mình thấy mặt người ta khó ưa rồi đó. Cái thói đời nó lạ như vậy. Thói đời nó lạ. Có cái anh chàng đó, anh nói ngày trước con chưa đi chùa, con du côn lắm. Nhà con ở chợ mà. Sáng là con ra quán cà phê, con ngồi, con thấy thằng nào vô quán mà nó cái giọng mà hết cái mặt nó nghênh nghênh là trước sau gì con cũng đập nó. Mặc dù nó không làm gì con. Thầy nói vậy thì bây giờ con đi tu rồi con thấy làm sao? Dạ thưa, từ ngày con đi tu rồi con thấy mọi người nó dễ thương hơn. Thấy mọi người dễ thương hơn, con cũng không còn cái tâm du côn, du đảng nữa. Thưa, như vậy là tu có tiến bộ. Trước đây khi chưa tu đúng là mục nhọt đó, đúng là ung bú, đúng là máu mủ đó. Ta chưa chọc ghẹo gì mình hết là mình cũng đem cái phẫn nộ để áp đặt, để gửi đến cho đòi người ta, để làm người ta đau khổ. Còn khi tu rồi tự nhiên mình làm chữa lành vết thương. Người tu của mình là cố gắng chữa lành vết thương. Các vị ở đây có ung nhọt không? Có không? Có ung nhọt không? Tâm có vết thương không? Vậy thì bây giờ phải cố gắng chữa lành nó đi. Nếu mà mình không chữa lành được vết thương thì thưa, Đức Phật dạy giáo pháp cũng thành vô ích đối với chúng ta. Bởi vì tất cả những lời của Đức Phật dạy, Đức Phật nói nó là phương thuốc để chữa lành tất cả những bệnh khổ của chúng sinh. Mà bây giờ tâm của mình có vết thương, tức là tâm của mình đang bệnh, mình cần cái phương thuốc của Đức Phật để chữa lành. Trong đời sống của mình, thưa, sanh ra đời không ai tài giỏi gì, không ai là thánh liền. Tất cả đều là phàm phu, tất cả đều có những cái sai, tất cả đều có những cái nghiệp bất thiện. Nhưng nếu mình cố gắng mình nhìn nhận được nó, cố gắng mình tu để mình vượt qua được cái sai, mình chuyển cái sai thành đúng, mình chuyển cái bất thiện trở thành thánh thiện đó, thì chúng ta đang tu tập đúng hướng, tu tập đúng pháp. Bây giờ có rất nhiều những cái pháp môn tu, rồi Phật tử không biết con tu như tu pháp môn nào cho đúng. Thầy chỉ thưa rằng các vị tu như thế nào mà các vị thấy hằng ngày các vị tu có an lạc, tu có niềm vui, tu mà mỗi ngày đi qua các vị buông xả được nhiều, tu để rồi lòng chúng ta bớt giận, tâm chúng ta bớt tham, như vậy thì chúng ta đã và đang tu đúng. Không biết pháp môn đó là pháp môn nào. Còn nếu bây giờ mình cho mình đang tu pháp môn tu thiền, mình đang tu pháp môn tịnh độ, mình đang tu pháp môn mật tông, vân vân và vân vân, mình cho pháp môn đó là tối thượng, nhưng mà mình cứ tu rồi tham vẫn còn nguyên, hoặc là tham nhiều hơn, sân giận vẫn còn nguyên, hoặc sân giận nhiều hơn. Mỗi một ngày chúng ta cứ sống quay quần với phiền não thì thưa với các vị, tu như vậy đúng chưa? Thưa, tu như vậy là tu chưa có đúng. Nên thầy nói làm sao mỗi một ngày đi qua ta có an lạc,
có niềm vui nhiều hơn là bất an, là đau khổ, là nỗi buồn. Vậy là chúng ta khéo tu, mặc dù với hình thức nào và chúng ta đang ở đâu. Nếu như đến chùa mà lòng mang đầy phiền não, vẫn không buông xả được, thì vẫn không bằng ở nhà mà tâm an lạc. Thầy nói đúng đấy. Nhưng mà nói thì nói vậy chứ, các vị mà phiền não thì ở nhà phiền não nhiều, nhiều hơn. Cho nên nếu như ở nhà có phiền não, ở nhà có buồn phiền, thì ngay lúc đó bỏ hết mọi việc, ngồi yên lại để tự chấn chỉnh bản thân mình. À, tại sao tôi buồn? Tại sao tôi lại khổ tâm? Mình tự hỏi mình trước. Lúc đó mình sẽ tìm ra được nguyên nhân của nó. Nguyên nhân của nó tức là con đường dẫn đến đau khổ, dẫn đến cái hệ lụy mà mình đang chịu đây, mình đang bất an đây. Mình tìm được nguyên nhân của nó rồi thì mình sẽ ứng dụng pháp tu của mình để đối trị. Thầy ví dụ, hôm nay có một người là mình không vui, hoặc bằng hành động, hoặc bằng lời nói, mình buồn quá. Bởi vì người đó là mình cho là người thân, là người thương, mà bây giờ họ xem thường của mình, hoặc là họ sỉ vả mình, họ mắng nhiếc mình, hoặc là họ nói xấu mình. Lúc đó mình đừng nên đem cái nỗi buồn, cái bực tức đó mình nhân rộng ra bằng cách là mình đi chia sẻ với người khác, để mình nói về cái lỗi lầm của người đó đã đối xử không tốt với mình. Thưa, nếu các vị làm như vậy thì cái nỗi buồn, cái bực tức trong lòng các vị nó càng ngày càng lớn thêm thôi. Các vị cứ ngồi yên lặng lại, tự nói với mình rằng có lẽ họ đang buồn, họ đang gặp hoàn cảnh gì đó, họ đang khó chịu, thế cho nên họ mới có hành động, có lời nói không phải, không tốt, không đúng với mình. Trước mắt là mình phải tự tiêu dung, tiêu pha nỗi buồn của mình trước. Và mình nghĩ rằng một ngày nào đó có cơ hội mình sẽ ngồi lại để nói chuyện với họ một cách ôn hòa, để giải tỏ mọi thứ, để làm sáng tỏ mọi thứ, để cho họ hiểu rằng họ đã sai. Chúng ta tu là phải như vậy đó. Tu là phải như vậy. Chứ không phải khi người ta làm cho mình bực, làm cho mình khó chịu là mình chửi bới người ta, hoặc mình đi đem cái lỗi người ta mình nói với người A, người B, người C. Thưa các vị, nếu làm như vậy chưa xứng đáng là Phật tử và tu chưa tốt. Và sở dĩ mọi thứ vốn dĩ nó nhỏ thôi, nó không có gì đáng kể, nhưng do cái tâm không tốt của chúng ta xé nó trở thành to, rồi tự làm cho mình bất an và người kia cũng không được an ổn. Thế cho nên ở đây Đức Phật nói, người khéo tu á, thì phải chuyển cái tâm của mình từ vết thương để dần trở thành tia chớp, trở thành tia sáng. Từ cái tối tâm làm sao đó mình phải thắp được ngọn đèn trí tuệ của mình, dù một khoảng sáng nhỏ nhoi thôi, nhưng cho nó liên tục, nó thường trực trong lòng mình, thì tự nhiên đời mình theo cái ánh sáng trí tuệ đó mà dần được hoàn thiện. Rồi giỏi hơn nữa là chúng ta từ tu từ cái tia sáng trở thành cái tâm kim cang. Kim cang là bất hoại, kim cang là không có vật gì có thể phá vỡ được. Đức Phật chỉ cho cái sự tu chứng nó trở thành cái gì đó vĩnh cửu, cái gì đó trường tồn mà phiền não không thể xâm nhập được. Mà trong kinh Đức Phật diễn tả, người đã đoạn tận tất cả lậu hoặc, chứng đắc được giác ngộ giải thoát, có nghĩa là không còn trở lui trạng thái của sanh tử phiền não. Để thay đổi không khí, thầy kể các vị nghe câu chuyện. Bởi thầy thấy đi đậu tràng đào mà thuyết giảng Phật pháp á, Phật tử ngồi thấy tội lắm, mà kể chuyện này chuyện kia là vui lắm, hoặc là hát một câu giọng cổ là còn khoái nữa. Cách này mấy hôm á, thì thầy có lên trên chùa Thanh Hòa ở Bình Phước đi công việc ở trên đó. Sáng ngồi uống trà với thầy trụ trì, thầy trụ trì mới nói: không biết tối hôm qua tôi nằm mơ mà thấy cái giấc mơ nó kỳ quá, không biết nó có cái điềm báo gì không. Thì Minh Thiền mới hỏi thầy: mơ làm sao? Ông nói: tôi mơ tôi thấy có một người phụ nữ dắt theo một đứa nhỏ đến xin cho đứa nhỏ được ở chùa, mà người phụ nữ đó quỳ xuống năn nỉ tôi, nói rằng: thầy ơi, thầy cho con của con được vào chùa ở, cho nó theo thầy tu tập.
Đứa nhỏ nó rất là buồn, nó đứng nó khóc, nó sợ ông thầy không cho. Thì lúc đó thầy trụ trì thấy cái mặt nó tội quá, thầy mới nói thôi được rồi, ở chùa tu là tốt, thầy cho con ở chùa, con đừng có khóc. Thì ông nói dứt câu thì ông tỉnh giấc. Sáng ra thì ông trình bày với mình. Mình nói ôi, nghĩ ngợi chi ba cái chuyện mơ với mộng đó. Mình mở mắt thức đây mà chưa chắc đã là thức, hà huống chi khi ngủ nói chuyện mơ với con mơ. Thưa với các vị, có một điều hết sức là kinh khủng, đó là uống trà xong, ăn sáng xong thì có một cái cô đem cái hương linh bài vị của một đứa nhỏ mới có 4-5 tuổi đem vô chùa gửi. Cái khuôn mặt y chang như đứa nhỏ trong giấc mơ, thầy trụ trì cũng thấy xong giật mình, không nói được tiếng nào luôn. Mình nghĩ chuyện đơn giản, mình không có nghĩ tới chuyện đó. Bởi vì mình là khách đến chơi, cho nên việc ở chùa có lễ thì thầy trụ trì ra làm lễ. Ông làm lễ xong thấy ông lên, ông ngồi, ông thẫn thờ đó. Mới hỏi, ủa thầy, có chuyện gì hả? Ông kêu, ông ơi, mơ nhưng mà thiệt. Hỏi thiệt sao? Trời ơi, cái bà đem cái bài vị, đem cái hình của đứa nhỏ, con bà vô bà gửi, cái đứa nhỏ y chang như trong giấc mơ tôi thấy luôn. Tôi ngồi tôi cũng xanh mặt luôn. Tôi nói thôi chiều nay tôi về chứ tôi không ngủ lại chùa ông đâu. Ngủ lại tối mà nhỏ nó vô nó khiều chân tôi thì không biết tôi chạy đi đâu. Thưa, để chúng ta thấy tất cả mọi thứ nó đều là nhân duyên. Có những cái nó mơ, nó chỉ là những cái bùng phát của hệ thần kinh của mình trong khi mình ngủ. Nó tự do, nó thấy những cái hình ảnh này, nó thấy những cái hình ảnh kia, hoặc là nó ôn lại những cái trong quá khứ mà nó đã lưu giữ ha. Cho nên cái chuyện mơ mộng đó lâu nay mình không có quan tâm đâu. Nhưng mà buổi sáng hôm đó nếu như mình không nghe thầy kể chuyện thì mình không tin đâu. Nhưng sáng hôm đó thầy nói với mình trước rồi một chút, cái việc nó y chang như vậy. Thưa các vị, cho nên có những chuyện xảy ra nó đều có nguyên nhân, nó đều có lý do của nó cả, đều có nguyên do của nó. Mượn cái hình ảnh của một cháu nhỏ mất rồi được mẹ đưa về chùa, hay là một cái điềm báo trước là xin thầy trụ trì cho con ở chùa đó. Thưa vậy thì bây giờ chúng ta ráng còn sống, dành thời gian về chùa nhiều hơn, đừng có đợi chết rồi mới đợi xin về chùa tu, giờ nó trễ. Ý tôi muốn nói là bây giờ nên dành thời gian để tu tập nhiều hơn đi, để mình chết mình tái sanh vào cảnh giới an lành liền. Chứ đừng có sống qua ngày đoạn tháng bằng những buồn giận ghét thương, bằng đấu tranh, bằng giành giật, để rồi khi chết đi làm con ma rồi giờ đó mới xin được về chùa tu, giờ đó cũng muộn màng lắm, đọa đài. Là ma rồi thì đâu có tạo được phước lành. Chỉ có con người chúng ta mới có thể tu tập và tạo được nhiều phước lành thôi. Cho nên mượn câu chuyện này nói không phải để hù dọa, nói không thể để quyển quạt nhau, nhưng thầy muốn các vị hãy sống với pháp lành, hãy từ bỏ đi ác pháp. Bởi vì đời sống của mình nó không dài để chúng ta phải chờ đợi, để chúng ta phải hứa hẹn, để chúng ta phải nói rằng thôi từ từ tu cũng được. Ở đây ai chắc mình sống 100 tuổi? Không ai chắc hết, đúng không? Thầy thường hay nói một câu là cái chết nó treo lơ lửng ở trên đầu của mình. Lúc nào đó nó đứt dây rớt xuống nó chụp mình liền thôi. Đợi lẹ lắm. Có một anh Phật tử mà 10 năm về trước là người luôn hầu cận bên Minh Thiền. Anh giúp đỡ Minh Thiền rất nhiều thứ. Thưa các vị, vừa rồi chúng tôi gặp lại anh thì thân thể cũng khỏe, cũng cười, cũng nói, cũng vui vẻ, thầy trò với nhau, cũng nghĩa, cũng tình. Đùng cái nghe anh chết. Cái bệnh nó tiềm ẩn ở đâu, ở trong á. Khám phát là phát hiện bệnh rồi, về mấy ngày sau chết. Thế cho nên nói ra những điều này để chúng ta khuyên bảo nhau hãy sống tốt hơn, hãy tu tập tốt hơn, hãy tinh tấn nhiều hơn, hãy tạo phước lành, hãy tạo công đức hơn nữa. Chứ
Để rồi một khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, muốn tạo cũng không tạo được, muốn tạo cũng không tạo được. Bây giờ mình không thương mình thì không ai thương mình được cả. Tôi thấy có những chuyện nó rất là quyển quặc, nhưng mà mình không biết khuyên bảo làm sao. Có những người họ quy y nhưng rồi biền biệt, họ không bao giờ đi chùa, họ cũng chẳng có thiết tha gì cái chuyện đi nghe giáo lý, đi nghe quý thầy giảng dạy. Họ lo làm ăn thôi. Tới khi quý thầy hỏi lo làm ăn hoài, rồi mai mốt chết đi về đâu? Không lo tu, không lo hướng thiện thì chết đi về đâu? Họ trả lời đơn giản: con có để dành vài chục triệu rồi, mai mốt mà con có chết thì con của con lấy mấy chục triệu đó thỉnh quý thầy tới tụng kinh là con siêu. Ở đây có ai chuẩn bị vài chục triệu chưa? Có tiền để chuẩn bị thì mai mốt khỏi cần tu, thỉnh mấy thầy tới tụng kinh là siêu. Phật tử nghĩ là siêu không? Sao các vị biết hay vậy? Sao biết không? Thưa, không siêu nổi đâu. Và bản thân của Minh Thiền cũng vậy. Bây giờ nếu mà thí dụ mình cứ bôn ba ngược xuôi hoài, mình không tu mai mốt mình chết, có 100 thầy đến tụng cho mình cũng không siêu. Bởi vì cái nghiệp ác của mình tạo quá lớn, cái phước lành mình không có, cái công đức mình không có, mà mình muốn siêu thì siêu đi đâu? À, cũng siêu. Siêu từ cõi người đi về cõi địa ngục, siêu từ cõi người đi về cõi ngạ quỷ, nó cũng gọi là siêu. Cho nên á, mình thương mình là bây giờ mình phải biết mình tu tập, cố gắng tu tập bây giờ nè. Bây giờ không tu, không ai tu thế mình. Và nên nhớ rằng nghi thức tụng niệm là quý thầy chỉ trợ duyên cho mình thôi. Tụng lời kinh đó là lời kinh để tiễn đưa một con người từ giả cuộc đời về bên kia thế giới, là cầu mong phước lành của họ để họ tái sanh. Chứ bài kinh đó không phải là bài kinh quyết định đưa các vị để đi tái sanh. Hiểu cho tường tận như vậy. Có một cô Phật tử bệnh ung thư, nhà cũng có 2-3 cái cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Con của cổ lớn, nó thừa kế sự nghiệp, nhưng nó thấy mẹ nó tội quá, nằm cứ lên la khóc lóc về cái bệnh. Mời thầy tới để thầy có vài lời khai thị để nhắc nhở cho cổ ráng mà niệm Phật để tu đó. Thì lúc thầy tới á, thấy cổ nằm cũng tội, mình mới khuyên: thôi bây giờ cô ráng đi, mọi việc đã có mấy đứa nhỏ lo rồi, đừng có nghĩ ngợi gì nữa, chuyên tâm niệm Phật, tự tin lên, biết đâu nhờ công đức lành mà vượt qua được cái bệnh thì sao. Có những người từ cửa tử, họ biết tu tự nhiên họ trở về với đời sống, trở lại bình thường, họ sống thêm được nhiều năm nữa. Buông xả hết, đừng lo lắng. Bởi vì nếu càng lo lắng, càng khổ tâm, càng suy nghĩ nhiều á, thì cái bệnh nó giết mình sớm hơn, nó giết mình nhanh chóng lắm. Nói như vậy thì thấy cậu khóc. Cậu khóc, cậu nói: thầy ơi, con chưa có buông được, con còn tiếc nuối nhiều thứ lắm. Thầy cầu nguyện Phật gia hộ cho con sống thêm nhiều năm nữa. Thầy xin Phật đừng có để con chết. Thầy lắc đầu thương thân phận một con người, không biết khuyên bảo như thế nào nữa. Mình đã khuyên hết lời nhưng họ vẫn không thức tỉnh. Vì sao các vị biết không? Thật sự cái bám víu này, khi còn sống, khi còn khỏe, Dành hết cái sức lực, dành hết cái thời gian để bám víu vào của tiền vật chất. Rồi đến khi bệnh tiếc, Buông không được. Bởi vì mình đã mất quá nhiều thời gian, mất quá nhiều công sức để tạo ra nó, để tìm kiếm nó, thế nên bây giờ không buông được. Cứ khổ tâm hoài vì cái đó, sợ mình chết đi nó mất, sợ mình chết đi để lại người khác xài. Thế cho nên lúc đó dù có nói bao nhiêu đi, họ không thức tỉnh. Vì bình thường khi sống không tu, không có tệ giác, không có cái chút mầm nào của tỉnh thức, không có chút hạt nhân lành nào của cái giống giác ngộ hết, thì lúc đó thưa các vị chỉ u mê và u mê thôi. Cố gắng khuyên cũng không khuyên được.
Cho nên rồi thôi cũng chịu đành ngậm ngùi đi về thôi. Thưa các vị, rồi sau đó không lâu thì cậu cũng chết, cũng chết. Gia đình mời quý thầy tới tụng kinh, thì thưa các vị, thầy nói trong bụng có tụng mấy đi chăng nữa thì bà cũng không siêu nổi. Bởi vì khi còn sống bà đã mang cái tâm để cố bám víu, cố chấp vào thế giới vật chất này rồi thì thua. Tụng mấy thì cũng xa đỏ thôi. Thế cho nên hôm nay có cái duyên về đây gặp các vị, nói đôi điều như vậy để mong là chúng ta sinh ra là một chúng sinh, là một phàm phu, tâm của mình vốn dĩ bởi vô minh phiền não nhiều kiếp, bởi nghiệp mình tạo nhiều kiếp, cho nên nó đã là vết thương. Bây giờ phải ráng tu để dùng Phật Pháp chữa lành vết thương đó, để cho tâm của mình nó trở thành những tia chớp. Mỗi một ngày chúng ta phải làm cho tia chớp nó được chớp nhiều hơn. Hôm nay sự tỉnh thức, tia chớp của chúng ta nó chớp được 10 lần trong một ngày, thì cố gắng tu tập để ngày mai tia chớp nó chớp được 12 lần, rồi ngày mốt nó chớp được 13, 14 lần, tức là chúng ta đang tu, đang tiến. Rồi đến khi tia chớp nó thường trực thì tự nhiên tâm của mình nó trở thành kim cang. Kim cang tức là chúng ta đoạn tận được tất cả mọi khổ đau để chứng đắc được an lạc giải thoát. Xin thưa, hôm nay có mấy lời để chia sẻ như vậy. Cầu mong cho tất cả chúng ta chữa lành được vết thương của chính mình. Cầu mong cho tất cả chúng ta có được tia chớp nhiều hơn trong lòng của mình. Và cầu mong một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành kim cang bất hoại giữa cuộc đời. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. A Di Đà Phật.